Hoàng Thùy Mâu Thủy bị loại ngay thử thách đầu tiên tại Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2017. Kết thúc thử thách, ban giám khảo chọn ra top 13 thí sinh đi tiếp vào vòng trong. Và điều gây ngạc nhiên với khán giả là các thí sinh tiềm năng cho chiếc vương miện như Hoàng Thùy Mâu Thủy lại bị loại. Trong tập 3 Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2017 với chủ đề Tô Thanh Lịch, top 70 thí sinh được học những bài học bổ ích khi tham gia vào một buổi tiệc. Họ được hướng dẫn về cách đi đứng, cách ngồi, cầm dao, muỗng, đĩa, ly như thế nào, thể hiện sự thanh lịch. Sau phần hướng dẫn kỹ lưỡng và chi tiết, các thí sinh lần lượt bước vào phần thử thách với sự giám sát của Hót Phạm Hương và giám khảo bà Lê Thị Xuân Trang. Hoàng Thùy và Mâu Thủy, hai thí sinh tiềm năng nhất trong top 70 đến thời điểm hiện tại, thực hiện thử thách này khá tốt, nhưng vẫn còn mắc lỗi sai, khiến cả hai người cũng bị trừ điểm. Mâu Thủy bị trừ điểm vì quên sắp xếp vị trí nhận chiếc ly. Dù hoàn thành tốt thử thách, nhưng không may đến phút cuối Hoàng Thùy lại bị trừ điểm vì lỗi khăn bàn không thẳng. Cẩm Tiên cũng mắc khá nhiều lỗi khi thực hiện thử thách. Kết thúc thử thách, ban giám khảo chọn ra top 13 thí sinh đi tiếp vào vòng trong. Và điều gây ngạc nhiên với khán giả là các thí sinh tiềm năng cho chiếc vương miện như Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Trúng Huyền Thanh, Cẩm Tiên đều không được gọi tên. Ngược lại, một số thí sinh kém nổi bật như Mỹ Duyên, Hờ Enie, Bùi Lý Thiên Hương mới là người chiến thắng thử thách để bước vào vòng tiếp theo. Top 13 bước tiếp vào vòng sau thiếu vắng những gương mặt tiềm năng mà khán giả kỳ vọng. Thí sinh Chu Thị Minh Trang là người chiến thắng thử thách tập 3. Bạn trai mới của Phi Thanh Vân bị tố nợ tiền không phải là doanh nhân. Bạn trai doanh nhân của Phi Thanh Vân đang vướng phải nhiều tin đồn xấu trên mạng xã hội. Vài ngày qua, người hâm mộ khá xôn xao khi Phi Thanh Vân công khai bạn trai mới là Triệu Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc một tổ chức giáo dục. Ông cũng từng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đan Mạch và nhận nhiều giải thưởng dành cho doanh nhân. Phi Thanh Vân chia sẻ cô và Triệu Văn Dương vừa quen nhau được 2 tháng. Người đàn ông này khiến cô nể phục về trình độ và sự hiểu biết của anh. Phi Thanh Vân bộc bạch, tôi yêu anh ấy vì giỏi, chứ không phải vì anh ấy giàu. Bởi bản thân tôi cũng là một doanh nhân thành đạt, khả năng tài chính vững vàng rồi. Tuy nhiên mới đây trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã bóc phốt bạn trai mới của Phi Thanh Vân, chỉ mới sinh năm 1983, còn khá trẻ tuổi nhưng không phải là doanh nhân thành đạt như nhiều lời đồn đoán. Thậm chí bạn trai nữ hoàng giao kéo còn bị tố nợ tiền rượu của người khác nhưng mãi không trả. Nhiều tài khoản mạng đã tiết lộ sự thật về danh tính bạn trai mới của Phi Thanh Vân. Thậm chí một tài khoản cá nhân còn tố bạn trai Phi Thanh Vân nợ 9 triệu tiền rượu nhưng không trả. Phóng viên đã liên hệ Phi Thanh Vân nhằm tìm hiểu thực hư về sự việc có giống như những thông tin vừa được hé lộ hay không. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa nhận được sự phản hồi của nữ diễn viên. Trước đó Phi Thanh Vân chia sẻ vẫn chưa dám nghĩ tới vì cô chỉ vừa mới yêu cách đây không lâu. Cô cần có thời gian tìm hiểu kỹ mọi thứ để gắn bó lâu dài với người mới. Nếu mọi thứ thuận lợi, cũng có thể cô sẽ lên xe hoa lần thứ 3. Phi Thanh Vân được mọi người biết đến không chỉ vai trò là diễn viên mà là một mỹ nhân nghiện giao kéo. Đồng thời chuyện tình cảm hôn nhân của cô cũng gây nhiều xôn xao dư luận. Cô cũng từ chối đến 30 người đàn ông theo đuổi và có ý định chăm sóc cho hai mẹ con. Khi ấy Phi Thanh Vân bộc bạch chỉ muốn dành thời gian kiếm tiền để cho con trai được có điều kiện tốt nhất có thể. Bộ trang phục dân tộc nặng 30kg của Huyền My xếp S-Chart ở Miss Grand International 2017. Huyền My chính thức nằm trong top 30 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất của Miss Grand International 2017. Tối ngày 12 tháng 10, vòng thi trang phục dân tộc trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2017 Miss Grand International đã diễn ra tại Quảng Bình. Đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi này là Á hậu Việt Nam năm 2014 Huyền My. Đây là vòng thi mà khán giả luôn chờ đợi nhất để được ngắm được trang phục truyền thống của nước nhà cũng như nước bạn. Tại phần thi này, Huyền My đã lựa chọn cho mình chiếc áo dài đỏ rực của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy để trình diễn. Được biết, bộ trang phục dân tộc lấy ý tưởng hoa văn và Pháp làm cung đình Huế làm chủ đạo. Tuy nhiên, tại phần thi của mình, vì những ngày qua bị ảnh hưởng sức khỏe bởi thời tiết nên phần thể hiện của Huyền My vẫn chưa được trọn vẹn. Ngay sau khi kết thúc đêm thi, cô đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến khán giả cả nước.
Chiều ngày 14 tháng 10, ban tổ chức chính thức công bố top 30 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất. Tính đến thời điểm này, Á hậu Huyền My của Việt Nam đứng thứ 29, dẫn đầu top 30 thuộc về đại diện nước Cộng hòa Séc. Kết quả này dựa vào lượt like và share của khán giả trên Facebook chính của cuộc thi. Theo quy định, một lượt like sẽ được tính là 1 điểm, còn lượt share là quy ra 3 điểm. Vị trí thứ 2 thuộc về đại diện England. Thí sinh Thái Lan xuất sắc có mặt trong top 3 bộ quốc phục đẹp nhất. Ngoài ra, một số trang phục dân tộc được khán giả đánh giá cao cũng không nằm trong top 30 bộ trang phục đẹp nhất như bộ quốc phục của thí sinh đến từ Indonesia đứng ở vị trí 15, Myanmar xếp ở vị trí thứ 13, Malaysia ở vị trí thứ 19. Bộ quốc phục của thí sinh Lào được khán giả yêu mến chỉ xếp ở vị trí 18. Trấn Thành dạy cách thu hút đàn ông trên sóng truyền hình. Trấn Thành bung lụa trên sân khấu khi hóa thành yêu tinh chúa quyến rũ đàn ông. Kỳ tài thách đấu mùa 2 tập 4 chứng kiến sự bùng nổ với việc góp mặt của các nghệ sĩ trẻ. Đội khách gồm Anh Đức, Buka và Khả Như, các nghệ sĩ hài Việt Hương, Trấn Thành, Chí Tài và Trường Giang vẫn là bộ tứ chủ lực xuyên suốt các tập. Lần này, đội chủ nhà và cả đội khách đều không những không nương tay cho nhau mà cả hai còn chặt chém và đấu đầu nhau khi vừa giáp mặt trong các trò chơi vận động vui nhộn. Trong một tiểu phẩm, Trấn Thành lần đầu hóa thân thành yêu tinh chúa trên sân khấu, chỉ cách quyến rũ đàn ông cho Việt Hương, Buka và Khả Như. Vào vai mẹ của các nữ yêu tinh, Trấn Thành tỉ mỉ chỉ dạy cho cách đi đứng, cách liếc mắt đưa tình để làm mẫu cho ba con gái làm theo. Trấn Thành bung lụa trên sân khấu khi dạy cho ba đứa con gái của mình sử dụng nhan sắc để thu phục đàn ông. Nhưng vì nhan sắc có hạn và thủ đoạn cũng có giới hạn, nên đã khiến cả gia đình yêu tinh bao gồm Trấn Thành, Việt Hương, Buka và Khả Như rơi vào cạm bẫy tình ái rắc rối với con người. Màn giả gái của Trấn Thành mang nhiều tiếng cười vui vẻ cho chương trình và một cái kết đáng yêu. Trấn Thành đã mất 3 tiếng đồng hồ để hóa thân thành nữ yêu tinh chúa, mục đích tạo hình lố để gây tiếng cười cho tiểu phẩm. Trước đó, phần mở màn sân khấu kỳ tài thách đấu là sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ như Anh Đức, Buka và Khả Như. Được sự tin tưởng của các nghệ sĩ Trường Giang, Anh Đức liền khoe ngay tài lẻ của bản thân bằng cách giả giọng hát của ca sĩ Tuấn Hưng với ca khúc Nắm lấy tay anh. Đứng bên cạnh Khả Như và Buka muốn phụ họa như hai nữ vũ công bất đắc dĩ, nhưng ngay khi Anh Đức cất giọng hát được hai câu thì Trường Giang đành phải cúi đầu nhận sai và gửi lời xin lỗi đến khán giả vì màn trình diễn thảm họa của Anh Đức. Trong khi đó, Buka hóa thân thành hình tượng của họa mi tóc nâu Mỹ Tâm. Do không chuẩn bị trước, Buka không những không thuộc lời mà còn hát với tông giọng chóe. Bên cạnh đó, Khả Như chơi trội khi dám nhận mình thử thách giọng ca cổ, thể loại mà bản thân chưa bao giờ thử và phiêu ngay trên sân khấu. Sau khi thưởng thức ba màn trình diễn của các khách mời, đồng loạt các nghệ sĩ chủ nhà Chí Tài, Trấn Thành, Việt Hương chỉ biết câm nín và nhắc nhở rằng mong đến cuối chương trình các em vẫn còn sống sót. Bị loại khỏi thử thách tập 3 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Hoàng Thùy nói gì? Hoàng Thùy bất ngờ lên tiếng trên trang cá nhân sau khi bị loại khỏi ở thử thách đầu tiên của tập 3 Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017. Trong tập 3 Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017 với chủ đề Tôi Thanh Lịch, top 70 thí sinh được học những bài học bổ ích khi tham gia vào một bữa tiệc. Sau khi được giám khảo Xuân Trang truyền đạt những kiến thức cơ bản, các cô gái bước vào phần thi đầu tiên. Hoàng Thùy là thí sinh tiềm năng nhất trong top 70 đến thời điểm hiện tại. Thực hiện thử thách này khá tốt nhưng vẫn mắc lỗi sai khiến cô cũng bị trừ điểm. Kết thúc thử thách, ban giám khảo chọn ra top 13 thí sinh đi tiếp vào vòng trong. Và điều gây ngạc nhiên với khán giả là các thí sinh tiềm năng cho chiếc vương niệm như Hoàng Thùy, Mầu Thủy, Trúng Huyền Thanh, Cẩm Tiên đều không được gọi tên. Việc Hoàng Thùy bị loại sớm khiến cô xuất hiện mờ nhạt ở tập 3 Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017. Tuy nhiên, sau khi tập 3 phát sóng, Hoàng Thùy bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Chân dài đến từ Thanh Hóa cho biết, việc cô bị loại do nhầm lẫn chứ không phải do cô làm không tốt.
Chia sẻ của cựu huấn luyện viên De Fay nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, ngay sau đó vài phút, Hoàng Thùy đã nhanh chóng xóa dòng chia sẻ này đi. Hiện chúng tôi đang liên hệ với Hoàng Thùy để tìm hiểu thêm về câu chuyện nhầm lẫn khiến cô chịu nhiều thiệt thòi. Trước đó, trong tập 2 của chương trình, Hoàng Thùy thể hiện xuất sắc các thử thách đề ra. Cô còn khiến khán giả vô cùng tự hào khi tự tin hô to hai chữ Việt Nam trong thử thách các quốc cùng trang phục dân tộc.